Alo, cậu đang ở với Bảo không đấy? Bảo hả? Hình như là có đây. Không đùa đâu đấy. Đưa máy để tôi nói chuyện với Bảo. Không được. Em và Bảo đã có luật chơi rồi. Không dám đưa. Thế tức nghĩa là tôi không cần phải tin là Bảo đang ở với cậu. Dương ơi, cố lên nhá. Điên. Này, Đỗ Bình Nguyên. Em bình tĩnh. Em hỏi nó đang ở đâu. Hai người đang ở đâu? Không nói đây thì làm gì nhau. Em tưởng hai người là người yêu cơ mà nhỏ. Là người yêu thì tự đi tìm lấy nhau đi. Thế nhá, bye bye. Ê, ê. Điên này. Con này nó máu điên máu chó lắm ấy. Khiếp, nhảy lầu tự tử nữa. Hả, nhảy lầu tự tử á? Con đều liều thế á? Bây giờ phải đi tìm đã. Đi đi tìm con nhanh lên. Đúng rồi đấy. Thôi, bây giờ Dương bình tĩnh. Xem có hỗ trợ được cái gì không? Bây giờ em nghĩ ra xem là Bảo nó đang ở đâu. Nhanh lên. Tí nhanh. Ngủ quá. Tự nhiên em lại lôi thằng Bảo vào cái chuyện này. Trẻ con thì thường manh động thế không biết. Anh Dương, em cho anh xem cái tin nhắn cuối cùng thằng Bảo nó gửi cho em. Bà cụ Ánh Dương, 17 tuổi. Là sao nhỉ? Sao mà kỳ bí thế? Em nghĩ là Bảo đang cố đưa cho em một vài manh mối. Nhưng mà nghĩ mãi, nghĩ kỹ lắm rồi em vẫn không hiểu là ba từ đấy nó liên quan gì đến nhau nữa. Chắc chắn là ba từ đấy nó sẽ liên quan đến một kỷ niệm nào đấy của hai đứa. Bọn em thân với nhau 5 năm rồi. Bây giờ bảo em nhớ, làm sao mà em nhớ được? Bao nhiêu là kỷ niệm? Thì cũng phải nghĩ đi chứ. À, em đừng nhớ đến 5 năm, mà phải nhớ đến 17 tuổi. À đúng rồi, bây giờ tuổi 17 xong rồi sâu chuỗi lại hai cái dữ liệu kia xem có liên quan gì đến kỷ niệm nào không. Tuổi 17 á, hai cái dữ liệu kia, Ánh Dương thì là em, chứ còn bà cụ liên quan gì? Rồi ôi, bây giờ chờ này nó nghĩ thì lâu lắm. Hay bây giờ mình cứ báo công an đi anh ạ. Thôi, cứ bình tĩnh đã. Dương cố gắng nhớ ra nhá. Nếu được thì gọi ngay cho anh nhá. Anh đi đây. Bảo ơi! Em có sao không? Ôi, anh đã bảo rồi. Đi cua cao gót thế này chạy theo làm gì? Em phải đi tìm con. Thế có đau không? Vậy, em đưa chị Trang về ô anh cái đi nhá. Để em đưa chị về. Mọi chuyện để anh Quốc lo cũng được ạ. Vị nói em đi. Bảo! Bảo ơi! Em với Bảo đã chơi với nhau 5 năm rồi. Nhưng mà đến bây giờ em vẫn chưa giúp được gì cho nó cả. Lúc nó nhắn chắc chắn là nó tin rằng em sẽ hiểu. Nhưng mà không, em chả hiểu gì cả. Thôi, em đúng là cái loại vô tích sự. Bây giờ em có tự trách mình thì không giải quyết được vấn đề gì cả. Phải bình tĩnh, rồi sâu chuỗi lại tất cả những kỷ niệm của hai đứa. Chắc chắn là mình sẽ làm được. Mà em đã cố gắng hết sức nhớ những gì cần nhớ rồi. Em còn nhớ đến cả những lần đi chơi đầu tiên này, đi xem phim đầu tiên, lần em đưa Bảo vào viện, lần đi chụp ảnh đầu tiên. Ê, dậy đi. Đi ngắm bình minh mà ngủ như này à? Dậy đi. Tớ là Ánh Dương cơ mà. Quên cái bình minh của cậu đi. Tớ sẽ cho cậu thấy ánh sáng của bình minh đẹp như nào mà.
chỗ kia. Đúng là đồ dốt. Đấy, thân sầu chưa? Thân sầu của cổ khỉ ấy. Toàn thân thánh hóa lên, nắng rát cả mặt. Này, tớ thích ánh sáng. Những ánh sáng đầu tiên, người ta gọi đấy là ánh dương. Ừ, thế tức nghĩa là nói vuông ra là cậu thích tớ gì? Ừ, tớ thích ở bên cạnh cậu, ở bên cạnh ánh dương. Và hàng ngày ngắm bình minh. Nghe sến chết thì được. Với cả nhá, tớ sẽ kể cho con, cho cháu tớ một câu chuyện. Câu chuyện về một bà cụ rực rỡ, cá tính nhất tuổi 17. Được. Thế cứ tưởng tượng tớ là một bà cụ đang ngồi cùng con cháu và nghe cụ ông kể chuyện đi. Đây gì? Câu chuyện bắt đầu. Ngày xưa, ở một nơi thật xa xôi, khi mà màn đêm bị mặt trời nuốt chửng, ánh dương sẽ chế ngự thế giới và cướp đi bảo vật nhân gian. Bảo vật nhân gian chính là tớ đấy. Sao ấy? Nhà toẹt. Tớ đi ngủ đây. Dương, không làm phiền. Chị ơi, sao hay rồi? Là... Yên này, chờ chị với. Xin thông báo, còn 4 phút nữa nha. Tôi đã bảo với cậu rồi, Dương không quan tâm đến cậu đâu. Bây giờ trong đầu của Dương chắc là chỉ có toàn hình bóng của mình thôi. Này, nhớ cho kỹ nhá. Out khỏi cuộc sống của Dương. Ok. Còn 3 phút nữa cơ mà. 3 phút cơ? Kể cả cho cậu 5 phút luôn. Mấy cái kỷ niệm ngớ ngẩn của cậu, Dương làm sao mà nhớ được cơ chứ. Tôi nói thật với cậu, bây giờ hay là sau này, mãi mãi Dương cũng chỉ xem cậu như là một người bạn thôi. Friendzone ý, hiểu không? Còn cậu thì sao? Chẳng phải cậu cũng đang đơn phương Dương còn gì? Cút ra khỏi cuộc đời Dương đi! Cậu mới là người cút ra khỏi cuộc đời của Dương ý! Cút đi! Cút đi! Cút ra! Thôi tôi không biết bay! Thôi mà làm sao thì mày chết luôn đi đi. Bảo không có sao không? Không, không sao. Bảo, bố tự hào về con lắm. Trời ơi, thôi thôi, con tự hào cái gì nữa. Đứng lại. Bảo mới ra đi. Đi lên. Chị bảo em ra đi, chị cứu anh làm cái gì? Em làm khổ mọi người quá rồi đấy. Mở xuống. Im. Điên à? Đường. Đừng dám bỏ em. Yêu cái thằng gà mái nào lạ này đấy à? Cháu không được nói bảo như thế. Tôi không phải là gà mái. Được rồi. Trước mặt mọi người, nếu Dương dám nói Dương yêu cái thằng gà mái ảo lạ này, tôi sẽ biến ra khỏi cuộc đời của Dương ngay bây giờ luôn. Dương nói đi. Bảo, I love you.